nay mình sẽ chiên đùi gà theo cái cách khác nhé. Hôm nay mình sẽ nọc cái đùi gà này ra để mình chiên cái đùi gà này, và mình để cả cái miếng thịt lỏng đấy mình ướp với bột và gia vị để mình chiên nhé. Thì mình sẽ không có cái phần xương, và cái thịt này các bạn có thể xong khi chiên xong các bạn có thể cắt miếng ra các bạn ăn với xôi, ăn với cơm, ăn với bánh mì nhé, nó rất là ngon và lạ miệng. Các bạn lọc bỏ cái xương đi nhé, xương có thể nấu canh, nấu cháo, và chúng ta lấy phần thịt thôi. Bỏ hết cái xương đi, để miếng cái thịt chúng ta nó dài dài, bẹt bẹt như này thì ướp gia vị nó dễ ngấm hơn. Cái xương này chúng ta sẽ nấu canh nhé. Mọc nó rất là đơn giản các bạn ạ. Mọc thành miếng thịt bản to. Bỏ hết cái xương đi rồi. Cái xương này các bạn chặt đi để chúng ta sẽ nấu canh nhé. Và bây giờ mình sẽ ướp thịt. Để ướp thịt nhé, thì các bạn cho mình dầu hào này. Một chút hạt lêm này. Thêm một chút xíu nước tương nữa. Vì có bé nhỏ nên mình không cho ớt, không cho tiêu. Cứ ướp này khoảng 20 phút sau mình cho cái bột chiên vào, mình tẩm rồi mình chiên cả cái miếng này. Đơn giản lắm ạ. Khi ướp xong rồi nhé, thì chúng ta sẽ cho một ít bột Aziquick vào. Các bạn cho mạng bột lạc được nhé, nó cần là phần bột chiên giòn. Nếu cái bột mà nó nêm sẵn gia vị rồi thì các bạn chỉ cần cho thêm cho khi mà ướp thì các bạn chỉ cần cho một chút xíu gia vị thôi, hoặc không cho cũng được. Đây, bột chiên giòn. Không dùng bột chiên giòn thì các bạn có thể dùng ít bột khoai hoặc là bột ngô, khoai tây ấy, hoặc là bột ngô cũng được nhé. Thậm chí bột mì cũng được. Và giờ mình sẽ mang đi chiên luôn ạ. Cho chả dầu nóng lên sôi sùng sục này nhé. Chúng ta chiên. Chiên cả miếng này, cái ăn thì chúng ta cắt ra nó sẽ rất là ngon. Ăn kèm ít khoai tây chiên nữa thì thật là tuyệt vời. Các bạn để cho mình khoảng 3 đến 5 phút nên cái lửa vừa khoảng 150 độ, sau đó mình sẽ lật nhé. Từ 3 đến 5 phút nhé, nó cứng lại thì các bạn lật thẳng nhé. Cứ cho lửa vừa như vậy thôi để nó không bị cháy nhé. Các bạn nhìn thấy rất là ngon đấy các bạn. Không cho lửa to cả, không cho lửa bé cả, để nó giòn từ từ và nó không bị cháy ở bên trong chín và không bị đỏ. Nhìn rất là giòn ngon đúng không? Cách chiên gà này ai cũng mê nhé các bạn nhé. Giòn thì nhìn thấy rất là ngon, không bị khô. Nhìn thấy miếng gà giòn tan như này, màu sắc rất là đẹp như này là được rồi đấy. Và giờ mình sẽ cho ra đĩa và thử thích thôi. Con bếp ạ. Làm chúng mình để có những miếng đùi gà chiên vô cùng ngon và hấp dẫn như vậy. Gần thái ra và chấm với tương ớt.